Thu Thảo rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹo Hay Cho Bạn. Kính thưa quý vị, nếu chẳng may chiên cá bị dầu bắn nóng tay hay vô tình chạm vào nồi canh nóng, tay của chúng ta bị phồng lên, nếu không xử lý kịp thời, những vết bỏng tuy nhỏ nhưng có thể để lại sẹo và trông rất mất thẩm mỹ. Mẹo Hay Cho Bạn ngày hôm nay sẽ giúp quý vị chúng ta có thể xử lý nhanh chóng kịp thời khi bị phỏng bằng những loại gia vị thực phẩm có sẵn trong nhà bếp. Và mẹo hay đầu tiên ngày hôm nay đó chính là trị bỏng cấp tốc bằng rau củ và gia vị. Khi bị bỏng, hãy dùng nước rửa qua vết bỏng rồi ngâm trong nước lạnh khoảng 15 phút. Không dùng nước đá để ngâm vết bỏng vì đá sẽ làm máu lưu thông khó hơn. Hãy thấm mật ong vào miếng băng gạc rồi đắp lên vết thương khoảng 3-4 lần trên ngày. Vết bỏng sẽ nhanh chóng lành lại. Sau khi rửa sạch vết bỏng qua nước để giảm sức nóng, hãy tách riêng lòng trứng gà hoặc vịt, cho vào chén rồi khuấy đều. Sau đó ngâm vết bỏng vào, cũng có thể dùng băng gạc thấm lòng trắng trứng rồi thoa lên vết bỏng. Một ngày làm khoảng 4 lần, da sẽ nhanh chóng giảm phồng rộp. Cắt một lát khoai tây và đắp lên vùng da bị bỏng. Nước trong khoai tây ngấm vào vết thương sẽ giúp da không bị phồng rộp. Hãy nhiễu vài giọt dầu dừa lên lát chanh mỏng rồi thoa lên chỗ bỏng. Dầu dừa giàu vitamin E sẽ kháng viêm và kháng khuẩn. Nước chanh sẽ làm mờ vết bỏng. Còn với giấm thì hãy hòa với nước một lượng bằng nhau rồi rửa sạch vết bỏng. Sau đó dùng băng gạc thấm dung dịch này rồi băng lại. Cứ 2-3 giờ thay băng gạc mới một lần. Giấm có tác dụng khử trùng nên sẽ giúp vết thương không bị nhiễm trùng, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy là nguy cơ nhiễm trùng và sẹo từ các vết bỏng sẽ dễ dàng bị loại bỏ bởi những gia vị thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Tin chắc rằng mẹo hay vừa rồi sẽ là kiến thức hữu ích để quý vị có thể áp dụng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Và tiếp theo, mẹo hay cho bạn ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị cách thái thịt dễ dàng, trông đều và đẹp mắt, và tẩm ướp gia vị ngấm siêu tốc vào thịt cá. Hãy cùng mẹo hay cho bạn khám phá nha! Với loại thực phẩm là thịt heo và thịt bò, muốn loại bỏ mùi hôi, hãy xắt lát củ gừng ra, rồi chà trực tiếp những lát gừng này lên phần thịt heo, thịt bò. Bạn đã thử qua thịt heo, thịt bò tắm rượu trắng chưa? Rượu trắng sẽ khử đi mùi hôi của thịt đấy. Chỉ cần xoa đều phần thịt bằng một ít rượu, sau đó rửa lại bằng nước sạch, thì mùi hôi cũng đã theo nước đi chơi luôn rồi. Xem nào, việc cắt thịt quả thật không đơn giản một chút nào. Những miếng thịt bị méo mó, vụn nát luôn rồi, làm sao đây? Hãy để phần thịt bạn muốn cắt vào trong ngăn đông tủ lạnh. Đợi 20 phút để thịt cứng lại. Lấy ra và cắt thôi, miếng nào ra miếng nấy thật đẹp mắt. Còn việc tẩm ướp thịt thì sao? Khoan đã, đừng vội lấy vật dụng bằng kim loại để đựng thịt khi tẩm ướp. Axit sẽ tác dụng với kim loại cho ra những mùi rất khó chịu, làm ảnh hưởng đến món thịt khi chế biến đấy. Đúng rồi, hãy dùng vật dụng bằng sành sứ để đựng thực phẩm khi ướp nha. Nếu chỉ có 15 phút để tẩm ướp gia vị cho món thịt kho thì làm sao đủ thời gian để thịt ngấm gia vị? Bạn hãy thử cho một muỗng dầu ăn vào phần thịt này. Dầu ăn sẽ giúp thịt mau ngấm gia vị hơn đấy. Phải lưu ý tẩm ướp gia vị theo nguyên tắc mặn, ngọt, thơm, cay nha. Mọi người thường rất sợ bột ngọt sẽ bị biến đổi thành phần hóa học khi bị đun sôi. Nhưng thực tế là nhiệt độ 300 độ C mới làm thay đổi chất của bột ngọt. Ngoài ra,
Còn một thông tin mà không phải ai cũng biết, đó là bột ngọt sẽ giúp thịt mau mềm hơn, còn muối thì giúp giữ cá được khô cứng hơn. Với những thao tác rất đơn giản mà việc bếp núc đã trở nên dễ dàng hơn, chỉ với vài lát gừng sắc mỏng cùng một chút rượu trắng mà mùi hôi của thịt đã được khử đi hoàn toàn. Những thông tin mẹo hay vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.